Ngay lúc này đây thì em không biết nói lời gì hơn nữa là biết ơn. Vâng, biết ơn chị Tuyết Mai đã tổ chức ra lớp này, biết ơn đội ngũ đã hỗ trợ cho lớp được thành công trọn vẹn. Em không nghĩ rằng trong vòng 3 ngày, chỉ với trong vòng 3 ngày và với một cái kiến thức rất chi là căn bản, phương pháp giảng dạy thì đơn giản, dễ hiểu, gần với tất cả mọi người, chỉ trong vòng 3 ngày mà em là một người gần như chưa biết gì về spa, về massage, nhưng em đã nắm bắt được tất cả những kiến thức cơ bản về spa, về massage để có thể tự chăm sóc cho gia đình nhà mình. Không những thế, không chỉ là kiến thức về spa, về massage, mà còn về những kiến thức về dinh dưỡng, về lục vị, cực kỳ cần thiết và cực kỳ nhất thiết đơn giản mà chúng ta hàng ngày vẫn ăn. Xưa nay chúng ta cứ nghĩ là chúng ta ăn đúng, nhưng qua lớp học như thế này em mới thấy được rằng là xưa nay em đã bị nhầm rất nhiều. Và qua 3 ngày này thì em thực sự may mắn là em đã bớt ngu đi được một chút ạ. Vâng, em cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà mình bớt ngu đi như vậy. Dạ. Và xin được cảm ơn, xin được biết ơn đến chị Mai, biết ơn đến đội ngũ. Và em rất mong rằng cái mô hình DLC Care được nhân rộng, được đến với từng nhà. DLC Care không chỉ là một mô hình spa để mà còn là một mô hình để chăm sóc cho người người, nhà nhà trên đất nước Việt Nam cũng như các nước lân cận và toàn thế giới. Em xin hết ạ.